chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 12 tiểu thuyết Đêm Yên Tĩnh của nhà văn Hữu Mai. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Gió và mưa to vẫn không ngừng trút xuống vùng biển Tây Nam. Hai chiếc tàu địch thả neo cách nhau chỉ trên 100 mét nhưng không thể nhìn thấy nhau. Bọn thủy thủ biệt kích đã dần quen, xem đây như căn cứ của chúng nên không hề tỏ vẻ sợ sệt khi tranh thủ thả hàng xuống biển. Đến gần 4 giờ 30 sáng, hai chiếc tàu mới hoàn tất công việc. Giữa lúc đó, tàu B2 gọi điện báo cho chỉ huy biết bị mắc cạn. Lệnh cho nhóm thủy thủ tàu B1 hỗ trợ bằng cách dùng tàu mở máy tăng tốc nhằm đẩy khỏi khu vực cạn, song lực bất tòng tâm. Chiếc tàu có nguy cơ không chỉ thoát được mà còn bị dở ở khúc đuôi. Tên thuyền trưởng đề nghị để tàu B2 lại, nhưng Bảy Thiệt dứt khoát không nhận và đề nghị dùng cách kéo tàu. May mắn đã đến hơn 1 giờ, tàu B2 rời khỏi dũng cạn, nhanh chóng nhắm hải phận quốc tế chạy thẳng. Phần còn lại là vớt hàng, được nhóm của Bảy Thiệt tổ chức liên tục 2 ngày đêm ròng rã, song không đủ số lượng. Để tạo thêm uy tín trong công việc, Bảy Thiệt báo cáo sự thiệt hại cho trung tâm Thái Lan. Bọn chúng không nghi ngờ mà còn có kế hoạch đưa vào một số lượng lớn hàng vào bãi đổ rạch giá bất chấp mưa bão. Với chỉ thị tìm thêm bãi đổ mới ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, liệu Bảy Thiệt sẽ có kế hoạch gì đối phó? Câu trả lời từng bước được tìm thấy trong phần 13 tiểu thuyết Đêm Yên Tĩnh của nhà văn Hữu Mai được giới thiệu ngay sau đây với nhiều chi tiết rất thú vị qua giọng đọc Kim Liên. Du hoàn toàn tin tưởng có thể trao đổi bất cứ chuyện gì. Một ngày gần đây, chúng ta sẽ gặp nhau để cùng bàn đại sự. Chúng tôi đã có đường dây liên lạc ngay ở quốc nội. Người cầm thơ này sẽ có cách nhanh nhất chuyển thơ cho tôi. 6 tay. Những dòng chữ nhạt dần rồi biến hẳn. Ông giáo chuyển sang giọng nói một người bề trên hỏi: Anh hiện thời ở đâu? Tôi nhận làm xuất nhập khẩu ở Cà Mau. Sao lại ở tận dưới đó? Thưa để kết hợp với công việc của mặt trận, nhưng tôi vẫn thường có mặt ở Sài Gòn. Trông anh có vẻ là sĩ quan. Dạ, chú không lầm, nhưng tôi đã thoát được cải tạo. Chú Sáu có nhắn gì không? Chú Sáu nói, thưa với chú, tình hình đang thuận lợi, chú cần giữ liên lạc chặt với chú Sáu. Tôi vẫn chờ tin chú Sáu, chuẩn bị mãi rồi. Mặt trận thời gian qua hoạt động rất khẩn trương, đã xây dựng được căn cứ trong nước, đưa người và phương tiện vô. Nói với chú Sáu, nhận được tin tôi rất mừng. Đúng là tình hình đang thuận lợi. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp. Tôi sẽ có thư sau. Ban chỉ đạo nhận định, ông giáo hẳn đang cầm đầu một tổ chức ngầm trong nước mà ta chưa phát hiện. Hai Hòa được trao nhiệm vụ bám sát và nhanh chóng điều tra tổ chức và lực lượng của bọn này. Chỉ sau vài lần gặp, Mai Hòa đã tranh thủ được tình cảm của vợ chồng ông giáo. Tổ đặc biệt kịp thời báo cáo với D6 mật thư đã được chuyển tới tay và ông giáo hiện đang rất cần một số thuốc chữa bệnh trong nước không có. Trong khi chờ thuốc gửi về, Mai Hòa đã chạy khắp nơi mua bằng giá đắt những thứ thuốc mà ông giáo cần. Mai Hòa trực tiếp báo cáo với Sáu Cẩn. Ông giáo nói, y là bạn của D6. Trước ngày D6 di tản có rủ y cùng đi, nhưng y từ chối, nói phải ở lại duy trì cơ sở trong nước. Y có vẻ là một thủ lĩnh. Y nói mình có lực lượng trong giới trí thức và quan hệ tốt với chính quyền quận, cũng như thành phố. Nhưng y chưa nói gì cụ thể. Một tên nằm dùng chọn gió bọc là cán bộ phường ta, không thể coi thường. Những bức điện của D6 gửi về tỏ vẻ rất coi trọng ông giáo. Cần phát hiện lực lượng của y như thế nào. Tôi muốn để y dần dần nói ra. Nếu chọc sớm vào những chuyện cốt tử, sợ đối tượng nghi ngờ. Cậu thường nói mặt trận đang cần tìm một số bãi đổ hàng để chuyển vũ khí về. Ta đã có cơ sở ở miền Tây rồi. Nếu tìm được chỗ ở Tây Nguyên hay miền Trung thì rất tốt. Hai Hòa tới gặp ông giáo với một số thuốc dê sáo vừa gửi về. Món quà lần này làm ông giáo rất vui. Nhờ anh điện cho dê sáo. Món quà bằng hữu gửi về sẽ kéo dài tuổi thọ của mình cho tới ngày đại khải hoàn. Hai Hòa nói, Tổng hành dinh đang thúc chúng tôi tìm nơi đổ hàng ở Tây Nguyên và miền Trung. Hàng gì? Cứ vũ khí và người. Mấy tháng nay hàng về nhiều nhưng đổ cả ở miền Tây. Ông giáo gật gù rồi nói, tôi sẽ giới thiệu anh ra miền Trung coi. Bao giờ anh đi được? Cứ càng sớm càng tốt, vì Trinh hối thúc nhiều lần. Chuẩn bị thứ hai này đi Nha Trang. Tôi sẽ liên lạc trước. Sáng Chủ nhật lại đây lấy địa chỉ. Dạ, chú giúp cho được như vậy thì tốt quá. Chú cần có vũ khí để trang bị cho lực lượng ở Sài Gòn chưa? Đã có nhiều thứ ở miền Tây. Sẽ có lúc cần, nhưng hiện nay thì chưa. Phải đi dần từ ngoài vào, từ vùng nông thôn, rừng núi. Chưa nên đụng dội tới Sài Gòn. Sài Gòn là cuối cùng, nổi lên là xong. Dạ, mặt trận cũng chỉ đạo như vậy. Ông giáo im lặng. Hai Hòa đi Nha Trang cùng với Tám Lê. Họ ngồi mỗi người một chỗ trên xe đò như những người không quen biết. Tới Nha Trang, hai người ở hai phòng trong một khách sạn ở bờ biển. Buổi tối, Hai Hòa đảo qua địa điểm hẹn, xem đó là nơi nào. Anh nhìn kỹ biển số nhà, thấy mình không lầm. Đây không phải là một ngôi nhà mà chỉ là một quán cà phê giường. Đúng 8 giờ 30 sáng hôm sau, Hai Hòa quay trở lại quán cà phê. Khi bước vào, anh lấy tay phải bỏ mũ và chuyển sang tay trái. Một người có hàng ria bạc từ trong quán đi ra nói, anh hai. Dạ, xin chào chú Bảy. Đúng người gặp đây rồi. Bảy đã lớn tuổi, có cặp mắt thâm trầm. Y chăm chú nhìn Hai Hòa, rồi đưa anh tới một chiếc bàn đặt ở một gốc cây phía cuối giường. Tuy lúc này quán cà phê đã vắng khách. Hai Hòa nói, chú Chính giới thiệu tôi ra gặp chú để tìm hiểu tình hình và bàn cách công tác. Bảy hỏi, có thể cộng tác những chuyện chi? Nếu cùng chung chí hướng thì có thể cộng tác mọi chuyện. Chúng tôi sẽ cung cấp những thứ gì các chú đang cần. Ví dụ như củi, lửa, tài chính, và cũng có những việc phải nhờ các chú. Bảy không hỏi thêm, chị nói, ngày mai cũng vào giờ này, anh tới đây. Tôi sẽ dẫn anh đi gặp một người mà anh cần gặp. Hai Hòa hiểu là người anh sẽ gặp là cấp trên của Bảy. Hôm sau, Hai Hòa quay lại. Bảy vẫn ngồi ở góc giường. Bên cạnh có thêm một thanh niên. Bảy nói, thằng nhỏ này sẽ đèo anh tới đó. Cậu thanh niên phóng chiếc xe Honda cũ, tiếng nổ phành phạch, đưa anh ra bờ biển, tới một quán cà phê khác, nằm trong rừng dương trên bãi cát. Cậu ta dựng xe, đứng nhìn quanh, rồi dẫn Hai Hòa đi ra gần mép nước, nơi có một người đang ngồi trên chiếc ghế bố chọc dưa. Người đó đội nón nỉ, chiếc kính râm che gần nửa mặt, mặc áo nịch thể thao, quần trắng, đi giày bata trắng như một người lớn tuổi đi tập thể dục buổi sáng. Ông ta bảo cậu thanh niên, chào về, để chú hai ngồi nói chuyện với chú. Và trỏ cho Hai Hòa một chiếc ghế bố như đã đặt sẵn bên cạnh. Ông ta không tự giới thiệu mình là ai, đi luôn vào câu chuyện. Anh hai định tính chuyện làm ăn ở Phú Khánh phải không? Cặp mắt người đối thoại nhìn anh một cách soi mói. Hai Hòa kịp nhận ra hắn có một nút ruồi ở cổ với sợi lông khá dài. Dạ, chắc chú Bảy đã thưa chuyện với chú. Nha Trang nhỏ, gần đây khách du lịch ít, thành phố vắng tanh, sơ hở một chút là bọn chúng tóm ngay. Thưa, nếu tính công chuyện thì phải tìm cách làm ăn chắc chắn, bảo đảm. Tôi sẽ giới thiệu anh gặp ông Ba Hộ. Anh nhớ kỹ nhé. Số nhà, phòng số 5, đồng 1, phố Hoàng Giang Thụ. Chú Ba khoảng 50 tuổi. Như vậy, đây chưa phải là nhân vật quan trọng anh sẽ gặp, mà mới là một trạm chuyển tiếp. Tôi gọi ly cà phê đá anh dùng nha. Dạ, xin cảm ơn. Tôi vừa dùng cà phê với chú Bảy. Anh cúi đầu chào rồi đi. Y cũng không bắt tay anh. Hai Hòa tới phố Hoàng Giang Thụ tìm đến ngôi nhà có người tên là Ba Hộ. Lần này đúng là một ngôi nhà, chứ không phải quán cà phê, nhưng là một chung cư. Khi dừng chân trước ngôi nhà, rồi đi lên cầu thang, anh cảm thấy ngờ ngợ, dường như mình đã có lần đến đây. Thỉnh thoảng, anh cũng có dịp tới Nha Trang công tác, nhưng lần cuối cùng đã cách đây vài năm. Căn phòng số 5 với những chậu cảnh đặt trước hàng hiên như khẳng định thêm anh đã không lầm. Hai Hòa gõ cửa, một cụ già ra mở, vừa nhìn thấy anh, nói ngay. Anh Ba nhà tôi tới ti rồi. Chết cha, đây đúng là nhà Ba Gừng, công tác ở ty công an Nha Trang. Ông già của anh Ba đã không nhận ra anh. Hai Hòa hỏi, cháu hỏi thăm cụ, ở lầu này hay ở chung cư này có ai là chú Ba Hộ không? Ông già quay vào hỏi người trong nhà rồi trở ra nói, chung cư này không có ai là Ba Hộ. Hai Hòa nhanh chóng xuống cầu thang, chỉ sợ phút cuối cùng cụ già lại nhận ra anh. Công an Phú Khánh chưa hề biết về chuyên án anh đang làm. Anh về khách sạn trao đổi với Tám Lê. Đồng chí trưởng phòng điệp báo nói, một là chúng nghi ngờ nên chơi trò này, hai là chúng đã phát hiện ta là công an nên đẩy ta tới đụng đầu với Ba Gừng. Ta chưa biết nhà, nhưng người này ở đâu, thậm chí còn chưa biết cả tên. Hai người quyết định quay về Sài Gòn. Hai Hòa mang tới cho ông giáo bức điện phúc đáp của V6. Việc kinh doanh đang diễn ra rất tốt. Hẹn một ngày rất gần để gặp lại bằng hữu ở Quốc Nội. Ông giáo đọc xong mặt tươi lên. Ông giáo hỏi, anh ra Phú Khánh thế nào? Hai Hòa ra vẻ ngập ngừng, rồi kể lại toàn bộ chuyến đi, trừ chi tiết căn phòng, tên đeo kính mát, chỉ anh tới, chính là nơi ở của một đại úy công an tỉnh Phú Khánh. Ông giáo không thay đổi thái độ, nhưng ngồi im lặng. Cơ sở đã làm y mất mặt trước đặc phái viên của V6, rồi y nói, trước khi anh đi, tôi đã cử người ra trước gặp Bảy Tú. Thưa, chắc có chuyện hiểu lầm nào đó. Cũng có thể chú Bảy không có ý định chơi tôi, mà là người đeo kính mát tôi đã gặp bên bờ biển. Ông giáo bảo anh tả lại hình dáng, cách ăn mặc của người đeo kính mát. Dường như y không nhận ra là ai. Sau khi suy nghĩ, ông giáo hỏi, chừng hắn đi cà nhắc phải không? Ông ta không hề đứng lên, kể cả khi chia tay với tôi. Chợt nhớ ra, Hai Hòa nói tiếp, cổ ông ta có cái mụn cơm với sợi lông rất dài. Mình biết rồi, đúng là thằng Đường. Thằng này là quốc dân đảng kỳ cựu, nó rất hoạt đầu. Để mình báo ngay cho anh em cảnh giác, có khi nó bị mua rồi. Ông giáo hỏi, anh có cần quay lại Phú Khánh không? Tôi đã trình bày với chú, mặt trận rất muốn có cơ sở ở miền Trung hay Tây Nguyên. Tôi nắm tất cả các đầu mối ở Nha Trang, thậm chí biết ở đó có bao nhiêu khẩu súng. Anh chuẩn bị ra Nha Trang lại đi. Lần này anh sẽ đến một số cơ sở khác. Tôi sẽ viết thư giới thiệu, bắt chúng phải báo cáo cho anh nghe. Đây là một thắng lợi. Cho tới lúc này, chú Chính chưa hề để lại một chút bút tích. Tất cả những bức điện gửi cho V6, y đều đọc cho anh viết. Lung ở gần chợ Đồn. Sau khi đọc thư giới thiệu của chú Chính, Hai Lung mời Hai Hòa lên gác. Đây là gian buồn thờ Phật, yên tĩnh, phảng phất mùi hương trầm. Hai Lung nói, đã có thư của chủ tịch, anh Hai cần tìm hiểu vấn đề chi, tôi xin báo cáo. Hai Hòa đã biết thêm ông giáo là chủ tịch của một tổ chức phản động nào đó. Anh nói, tình hình hiện nay đang rất thuận lợi. Chú Chính thống nhất với chúng tôi. Đã tới lúc hành động. Tôi muốn biết lực lượng của anh Hai hiện nay như thế nào và anh Hai cần gì để chúng tôi yểm trợ. Không để y kịp trả lời, Hai Hòa nói tiếp. Mặt trận muốn tìm một bãi đổ hàng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tế cho miền Trung và Tây Nguyên tất cả những loại củi mà các chiến hữu cần. Nhưng nghe chú Chính nói loại hàng này các anh đã dự trữ được khá. Cũng có đấy, nhưng đó là chuyện 7-8 năm trước. Đến nay tình hình khác rồi. Giờ khui lên, chắc đã rỉ sét hết. Điều đó không đáng lo. Súng đạn không thiếu. Các anh cần loại gì, cần bao nhiêu, chúng tôi đáp ứng hết. Lực lượng ta hiện có bao nhiêu người? Cũng đã tản mát một số. Nhưng khi cần huy động, số có mặt ngay không dưới 50 người. Chúng là con cháu cả. Chỉ cần tôi giơ tay là chúng theo liền. Hai Hòa làm ra vẻ thất vọng. Hai Lung nói ngay, ở Nha Trang này, lực lượng như vậy không ít đâu. Được vũ trang đủ súng đạn, tôi bảo đảm chỉ một đêm giành trọn chính quyền trong thị xã. Đúng là khi thời cơ tới, thì 50 người lính tinh nhuệ có thể làm được chuyện lớn. Còn lính biệt động, chỉ quân lục chiến cũ cả, anh Hai hoàn toàn an tâm. Hàng để ở bên kia sông Hậu, chuyển về đây bằng cách nào? Có thể dùng xe chở bia, chỉ cần chia cho bọn áp tải và cớm trên dọc đường một số tiền là qua hết. Nhưng nếu đưa từ sông Hậu lên, thì nên dùng xe chở hải sản. Chỗ cất giấu của các anh thế nào? Chuyện đó phải tính. Có chứa vũ khí cũ của các anh còn dùng được không? Hai Long cười. Làm chi có khó, chôn bẫy chôn bạ ở Nghĩa Trang. Đang lo Nghĩa Trang di chuyển thì không biết có kịp đào lên không? Các anh chuẩn bị phương tiện chuyên chở và nơi cất giấu ngay. Về tài chính, chúng tôi sẽ yểm trợ một phần. Coi chừng các anh sẽ phải yểm trợ cả. Trước mắt, hãy tạm nói như vậy. Anh có thể cho tôi đi gặp các cơ sở được không? Chủ tịch đã có ý kiến. Bọn chúng tôi xin chấp hành. Cần bảo đảm an toàn. Dạ, chúng tôi hiểu. Trong 3 ngày, Hai Lung dẫn Hai Hòa đi thăm 7 cơ sở. Đây là những phần tử cơ quan an ninh ta chưa phát hiện. Cuối đợt làm việc, Hai Hòa nói với Hai Lung mình muốn đến thăm Bảy Tú. Hai Lung chỉ ngay chỗ ở của Bảy. Bảy đang cởi trần nằm trên ghế bố. Ngoảnh đầu ra, thấy Hai Hòa đi vào, y có vẻ hơi giật mình. Hai Hòa vui vẻ nói, lần này á, chú Chính lại bảo ra Phú Khánh. Công chuyện xong rồi, mai tôi về sớm. Chiều nay phải tới chào chú Bảy. Không chú Bảy biết lại la. Bảy đứng dậy vừa mặc áo vừa nói. Đúng quá chứ. Anh ra đây mà không đến tôi buồn lắm đó. Hai người đều không đá động đến chuyện đường. Hai Hòa cho rằng chuyện này đã được giải quyết giữa ông giáo với Bảy. Hàng tháng, tàu địch tiếp tục vào từ 2 đến 3 chuyến. Ta luôn luôn thay đổi bãi đổ hàng để chúng khỏi nghi. Ngoài súng AK, TKC, lựu đạn, chúng gửi thêm B40, súng trường bán tự động, ngòi nổ và dây cháy chậm. Chúng vẫn gửi đô la cùng với tiền Việt để trả lương cho các xác. Ta tung tin trung tuần tháng 9 ở Cà Mau đã xảy ra một vụ vượt biên có vũ trang. Bộ đội biên phòng truy đuổi bắt được một số tên. Trong thời gian này, có một số chỉ thị đáng chú ý. Trung tâm yêu cầu tổ đặc biệt tìm cách liên lạc với đại đội 222, cung cấp cho nó số tiền 500.000 đồng và bổ sung một máy điện đài Nhật chuyển chất nổ cho Z-75 và Z-45 mang về Sài Gòn tổ chức phá hoại. Yêu cầu gọi Z-83 và Z-52 sang Thái Lan nhận chỉ thị. Z-75, Z-45 và Z-83 là Trọng Vinh cùng bị bắt một lần. Ta đã biết Vinh, viên đại quý ở tiểu khu Tây Ninh, được địch tin dùng. Nhưng không hiểu tại sao trong hai người được gọi sang Thái Lan lại có cả Z-52 là Phong. Có thể chúng muốn có người đợt trước, đợt sau, có già, có trẻ để nghe được những nhận xét khác nhau. Và trước đây chúng đã chú ý tới sự tinh khôn của Phong. Ta không thể cho Phong cùng đi với Trọng Vinh vì Vinh là nhân vật chưa thật đáng tin cậy. Đáng chú ý nhất là thông báo đầu năm tới V6 sẽ vào kiểm tra. Thông báo này được nhắc đi nhắc lại. Ta trả lời chưa bắt liên lạc được với đại đội 222. Vấn đề giải quyết giấy tờ cho các xét sang Thái Lan phải mất nhiều thời gian. V6 sắp vào, Z83 và Z52 sẽ chờ để nhận chỉ thị trực tiếp. Bộ trưởng Nội vụ từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông họp với Ban chỉ đạo kế hoạch đặc biệt. Ba Tâm nói, hơn một năm qua, tổ đặc biệt của địch gồm Lưu, Dương, Kính, Phong đã biến thành tổ đặc biệt của ta, nằm dưới sự điều khiển của Ban chỉ đạo kế hoạch đặc biệt. Tổ chức phản động Lưu Vong đã liên tiếp đưa người vũ khí về nước chót lọt. Kế hoạch đang bước vào thời điểm quyết định. Chúng báo tin V6 sẽ vào kiểm tra. Về danh nghĩa, V6 là nhân vật số 2, nhưng theo ta nhận định, y chính là linh hồn của tổ chức này. Chúng tôi xin chỉ thị của bộ về vấn đề có cho V6 vào hay không. Nếu không muốn cho y vào, ta có thể lấy lý do an ninh từ chối. Bộ trưởng hỏi, ý các đồng chí thế nào? Ban chỉ đạo im lặng, muốn nhường lời cho Thứ trưởng Cẩn. Cháu Cẩn nói, anh em muốn V6 vào. Nếu y vào, ta sẽ tạo thêm lòng tin cho những tên cầm đầu để tiếp tục kế hoạch, và nhất là nắm được âm mưu sắp tới của địch. Những tổ chức ngầm nằm trong nội địa còn chưa bộc lộ. Nếu cho V6 vào thì sẽ gặp những khó khăn gì? Ba Tâm nói, chúng tôi đã bàn nhau phải xây dựng một phương án chống kiểm tra. Trước tiên, cần đánh giá việc đưa một tên cầm đầu quan trọng vào kiểm tra, chứng tỏ chúng rất tin tổ đặc biệt và không có nghi ngờ. Ta phải dự kiến được những vấn đề V6 sẽ hỏi. V6 cần biết lực lượng và cơ sở đã được xây dựng tới đâu. Những điều tổ đặc biệt báo cáo có hoàn toàn đúng sự thật hay không? Qua điện gửi ông giáo, V6 đã nói sẽ gặp nhau trong một ngày rất gần. Như vậy có thể thấy, đây sẽ là một dịp để V6 tiếp xúc với bọn phản động ở nội địa. Từ đó, chúng sẽ quyết định chủ trương mới và phối hợp hành động. Nếu cho V6 vào, thì ta cần tạo cho y một chuyến đi thành công, tốt đẹp. Do đó, phải có một kế hoạch thật tỉ mỉ, không được để bọn phản động trong nước, kể cả tổ đặc biệt, vô tình làm lộ kế hoạch. Bộ trưởng hỏi tiếp, V6 chắc chắn sẽ gặp bọn phản động ở nội địa. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với ta. Có thể qua chuyện này, ta sẽ phát hiện thêm một số đầu mối mới. Riêng vấn đề này, không có gì phải e ngại lộ bí mật. Dễ lộ bí mật là khi V6 tiếp xúc với bọn đã xâm nhập. Các đồng chí dự kiến khi gặp họ, V6 sẽ hỏi những vấn đề gì? Ba Thiền nói, chắc chắn chúng sẽ hỏi về đại đội 222 và cả bọn xâm nhập đầu tiên. Có thuận lợi là ta đã nắm được Lưu, nghĩa tử của V6. Ba Tâm nói tiếp, chúng tôi dự kiến khó khăn lớn nhất là trong suốt quá trình kiểm tra, bộ phận trực tiếp với V6 sẽ là tổ đặc biệt. Ban chỉ đạo cũng như các trinh sát của ta đều nằm ở tuyến sau. Như vậy, nhiều chuyện sẽ diễn ra ngoài sự kiểm soát của ta. Những anh em ta đang sử dụng đều là người tin cậy. Nhưng anh em không nắm được ý đồ lớn của ban chỉ đạo và chưa đủ trình độ ứng phó với những tình huống đột xuất. Bộ trưởng, nhất thiết người của ta phải có mặt tại chỗ. Chúng tôi đã có dự kiến sẽ đưa vô một trinh sát đóng vai người của mặt trận được phát triển ở quốc nội. Đồng chí này đã nhiều lần tiếp xúc với bọn xâm nhập khi giao nhận hàng. Nghe ban chỉ đạo báo cáo tình hình chuẩn bị đón dê sáo, Bộ trưởng cảm thấy yên tâm. Nhưng ông vẫn muốn gặp NZ01. Đây là người duy nhất của ta có mặt trong cuộc chiến đấu mặt giáp mặt đầu tiên với kẻ địch ở cấp cao. Một người trạc ngoài 30 tuổi bước vào, anh ta mỉm cười cúi đầu nói: Kính chú ba nói cháu tới gặp chú. Bậy thiệt đây à? Ông đã biết tất cả về người cán bộ này, trừ gặp mặt. Một thân hình không to lớn nhưng vững chãi, bộ râu quai nón anh chị, nụ cười với hàm răng trắng màu sữa như trẻ thơ. Anh nói nhẹ nhàng, ấm áp, đôi mắt nhìn thẳng tự nhiên. Đây là cái bề ngoài rất cần khi tiếp xúc ban đầu, có thể làm cho đối phương mất cảnh giác. Bộ trưởng siết chặt tay người trinh sát, mời anh uống trà, hút thuốc, rồi hỏi: Đồng chí có tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ không? Thưa ban chỉ đạo, đã dự kiến rất nhiều trường hợp dê sáo sẽ hỏi, nhưng chắc là vẫn chưa hết. Trọng Vinh có nói dê sáo đã tham gia chiến dịch Phượng Hoàng, quen với những trò tinh quái của CA. Đồng chí tìm hiểu dê sáo, thấy tính tình y thế nào? Theo anh em, dê sáo thâm trầm, ít nói, ít bộc lộ, hay quan sát và không tin những lời đầu lưỡi. Dê sáo có tư tưởng chống chủ nghĩa cộng sản đến cùng. Một số người đã làm việc cho ta vẫn còn sợ dê sáo. Đồng chí có sợ không? Thưa không. Y là một người cầm đầu mặt trận. Ở căn cứ y có quyền sinh quyền sát, nhưng vô đây y nằm trong tay ta. Nhưng cũng lo sơ suất sẽ làm hỏng việc lớn của cấp trên. Không phải cấp trên, đây là nhiệm vụ của quốc gia. Dạ. Vậy thì có đọc Tam Quốc không? Thưa có. Khi Khổng Minh chỉ có 2.000 quân trong thành, Tư Mã Ý kéo tới 15 vạn quân, thì Khổng Minh dùng cái gì? Bỏ trống thành và mở cửa thành. Riêng việc mở cổng thành chưa đủ đánh lừa Tư Mã Ý là tay rất mưu lược. Đánh lừa được Tư Mã Ý là nhờ những tiếng đàn. Tiếng đàn chứng tỏ đầu óc Khổng Minh cực kỳ thanh thản và cao hứng. Dạ, cháu hiểu. Dê sáo đã nghe báo cáo nhiều về cậu. Nếu giữ được tự tin, chủ động, nhất là thanh thản, thì không có gì phải e ngại. Dạ. Trước khi trở về Hà Nội, Bộ trưởng đồng ý cho dê sáo vào. Kính thưa quý vị, chưa kịp nghĩ cách đối phó với việc trung tâm chỉ thị đưa tiền giả vào Việt Nam khi có đổi tiền, thì tổ đặc biệt nhận được điện báo khiển trách về một số thùng hàng trôi ngược về Thái Lan. Tuy đã có điện giải, nhưng có lẽ trung tâm bắt đầu nghi ngờ, nên Ba Tâm đành phải đưa ra phương án cải tiến cách trao và nhận hàng nhằm giảm thiểu tối đa việc hao hụt hàng. Không ngờ trung tâm không chỉ tán thành phương án cải tiến mà còn chỉ đạo sách 34, sách 57 tìm khu vực đóng quân tại Đồng Tháp để tiếp nhận một số lượng lớn điệp viên sắp được tung vào. Một bài toán khó đặt ra cho Ban An ninh và tổ đặc biệt. Viện cớ gặp khó khăn trong xây dựng căn cứ tại Đồng Tháp, tưởng sẽ điều quản được kế hoạch xâm nhập của địch, nào ngờ bọn đầu não không chịu ngừng lại. Chúng đề nghị chuyển chỗ nhận hàng về Hòn Đá Bạc, Kiên Giang, còn phần 60 điệp báo sẽ vào cùng chuyến hàng, song họ sẽ tự giải quyết cách bám trụ, lập căn cứ, bởi đây là đội quân tinh nhuệ, được huấn luyện và trang bị nhiều loại vũ khí đặc biệt, 5 điện đài và cả lương thực, thực phẩm, thuốc men cần thiết. Biết trận chiến lần này vượt ngoài khả năng của Ban An ninh, nên anh Ba Tâm quyết định báo cáo về bộ, nhờ bên quốc phòng phối hợp tác chiến. Để tiếp tục dõi theo kế hoạch liên quân tác chiến, tiêu diệt nhóm sách 222, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 14 tiểu thuyết Đêm yên tĩnh của nhà văn Hữu Mai trong chương trình Đêm Mai, với những cận cảnh thật ấn tượng khi thấy nhóm sách 222 lặn ngập trong sình lầy, trong sự dẫn dắt của anh Chính Lanh đưa vào chiếc bẫy đã dang ra. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.